đang học kỹ năng chữa cháy, nữ sinh có hành động thiếu tôn trọng, nhận phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng. Theo đó, trong một buổi tập huấn phòng cháy chữa cháy cho các bạn học sinh tại trường học, khi các chú cảnh sát đang nhiệt tình hướng dẫn tất cả mọi người phòng tránh cháy nổ cho một bình ga đang bị rò rỉ và bắt lửa, đồng thời mời một bạn tiến lên để đại diện thực hành. Ngay sau đó, một cô nữ sinh với dáng đi yêu kiều bước lên, tay nhẹ nhàng cầm bình chữa cháy, thay vì sốt sắng chạy đến dập lửa, thì nữ sinh này lại từ tốn bước tới, bên cạnh đó còn thể hiện điệu bộ sang chảnh của bản thân trong lúc tiến hành chữa cháy. Không những thế, em nữ sinh còn dùng bình chữa cháy xịt một vòng tạo hiệu ứng khiến cho khói bay mịt mù. Sau đó, nữ sinh này còn vẫy tay chào mọi người trong sự hò reo phấn khích của các học sinh có mặt tại đó. Đoạn clip ngay sau khi đăng tải đã nhanh chóng nhận về những bình luận trái chiều, cho rằng nữ sinh đang thể hiện cá tính không đúng lúc và thiếu tôn trọng những chú cảnh sát đang cố gắng hướng dẫn mọi người phòng cháy và chữa cháy. Một số bình luận được mọi người để lại: chào thua, xem bình cứu hỏa như phun hiệu ứng khói, cần chấn chỉnh lại hành vi lố lăng như thế này. Vui vẻ là tốt, nhưng nên biết thể hiện nó ở chỗ nào. Chỉ có mấy đứa cùng trang lứa với bé này mới thấy dễ thương thôi, chứ ai nhìn vô cũng ngán ngẩm hết trơn á. Thích thể hiện thì lên sân khấu, còn ở đây là chỗ diễn tập nghiêm túc của mọi người. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.